Như đã thông tin về lịch thi đấu của U23 Việt Nam, cụ thể ngày mùng 2 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan. Ngày mùng 5 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ đụng độ đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là U23 Hàn Quốc. Ở trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam tái đấu U23 Malaysia, bại tướng của Việt Nam ở bán kết SEA Games 31. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào lúc 20 giờ. Vậy cơ hội để U23 Việt Nam đi tiếp tại giải U23 châu Á 2022, hãy cùng chúng tôi theo dõi. Ngoài trừ U23 Hàn Quốc, các đối thủ Thái Lan, Malaysia đều thuộc nhóm vừa sức với U23 Việt Nam ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022. So với các bảng A, B và D, nơi có sự hiện diện của nhiều đội tuyển mạnh, cơ hội của các đội Đông Nam Á ở bảng C là sáng hơn hẳn khi chắc chắn có một đại diện có thể vượt qua vòng bảng. Ngoại trừ đội đương kim vô địch U23 Hàn Quốc quá mạnh và chắc một suất đi tiếp, U23 Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia sẽ phải loại nhau để giành suất còn lại. Thống kê từ vòng chung kết U23 châu Á 2013, phiên bản đầu tiên chỉ ra để vượt qua vòng bảng, một đội tuyển phải giành ít nhất 4 điểm, tương đương một trận thắng và một trận hòa. Ví dụ gần nhất là U23 Thái Lan ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 đi tiếp với 4 điểm, hay chính U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2018 khi vượt qua vòng bảng với một thắng, một hòa trước khi mở ra chặng đường lịch sử. Mục tiêu giành ít nhất 4 điểm của U23 Việt Nam ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 được coi là khả thi. Thầy cháu huấn luyện viên công Okion cần hạn chế số bàn thua trước U23 Hàn Quốc và giành ít nhất một chiến thắng và một kết quả hòa trước U23 Thái Lan và Malaysia. Nên là hai đối thủ cùng khu vực đều được kiểm chứng phần nào sức mạnh thông qua hai giải U23 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 3 và SEA Games 31 vừa qua. Họ có điểm chung là đều thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, nhưng có sự khác nhau rõ rệt về chất lượng đội hình. Ở vòng chung kết U23 Đông Nam Á, U23 Thái Lan với đội hình gồm nhiều cầu thủ lứa tuổi U19 đã thua U23 Việt Nam trong trận chung kết. Ở sea games 31, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alexander Polking đã U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng, nhưng với đội hình chất lượng hơn. Trước đội hình tốt nhất của U23 Việt Nam với sự góp mặt của ba tuyển thủ quốc gia Tấn Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức. U23 Thái Lan thi đấu với màn trình diễn không hề tệ. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, làm chủ khu vực giữa sân, chỉ áp đặt thế trận nhưng thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Có thể nói, huấn luyện viên Pong Kinh rất thành công khi mang chiến lý trên tuyển quốc gia Thái Lan số đội U23. U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ mang lối chơi tương tự đến U23 châu Á 2022. Nhưng với đội hình chất lượng hơn hẳn, với sự bổ sung của nhiều cầu thủ giỏi như Thalawas, Seong City, Sufanat Muenta, Buriram United, đây hứa hẹn là đối thủ quan trọng nhất của U23 Việt Nam. Không giống U23 Thái Lan, U23 Malaysia mang đến Uzbekistan đội hình không nhiều thay đổi để đột biến. Khi không có nhiều cầu thủ quá tuổi, Malaysia là đối thủ phù hợp nhất để U23 Việt Nam có cơ hội giành 3 điểm. Ở bán kết SEA Games, U23 Việt Nam thi đấu trên chân trước U23 Malaysia và loại đối thủ này ở bán kết. Đó là một trận thắng chật vật dù U23 Việt Nam hơi thiếu ý tưởng trong tấn công khi đối thủ chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể cải thiện tình hình. Trong tay ông Gông có một hàng thủ đáng tin cậy như thủ môn Văn Toản, các trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, trong đó có Văn Toản, Việt Anh đã dự U23 châu Á 2020 và đã được huấn luyện viên Park chuẩn bị kỹ lưỡng bằng việc trao cơ hội thi đấu tại sân chơi đẳng cấp là vòng loại 3 World Cup. Tóm lại, rõ ràng có thể thấy U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu U23 Việt Nam giành kết quả tốt trước U23 Thái Lan và Malaysia.